Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. U20 Việt Nam nhận lợi thế cực lớn trước giải U20 châu Á, cơ hội đá World Cup rất cao. Rơi vào bảng đấu với các đối thủ mạnh, tuy vậy thì U20 Việt Nam của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn vẫn có cơ hội rất lớn để làm nên kỳ tích như 6 năm trước từng làm được trên đất Bahrain. Giải bóng đá U20 châu Á năm 2023 có ý nghĩa như vòng loại World Cup U20. 4 đội giành quyền vào bán kết của giải châu Á ở Uzbekistan sẽ giành suất đến vòng chung kết giải thế giới diễn ra vào giữa năm tại Indonesia. Trong quá khứ, đội tuyển U20 Việt Nam đã một lần dự vòng chung kết World Cup U20 vào năm 2017. Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hy vọng có thể tái lập được thành tích năm nào. Nằm trong bảng đấu khá nặng với sự hiện diện của Iran, Australia, Qatar, cơ hội để qua vòng đấu bảng của U20 Việt Nam là không chắc chắn. Tuy nhiên, đội vẫn có những nhân tố có thể tạo nên hy vọng cho người hâm mộ ở giải châu Á. Nổi bật trong số này là tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang, một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Khuất Văn Khang từng khoác áo đội U23 Việt Nam, thậm chí được gọi lên đội tuyển quốc gia tại Cúp giao hữu quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 9 năm ngoái. Đồng thời anh có tên trong danh sách chuẩn bị cho World Cup 2022. Khuất Văn Khang được đánh giá cao bởi kỹ thuật và khả năng xâm nhập khu vực 16m50 của đối phương, rồi tung ra các pha dứt điểm. Anh vừa ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của U20 Việt Nam ở trận đấu tập với U20 Ả Rập Xê Út hôm 18 tháng 2. Trước thềm giải châu Á thì Khuất Văn Khang được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tốt hàng tấn công của U20 Việt Nam. Nhân vật tiếp theo đáng được nhắc đến là tiền đạo Bùi Vĩ Hào, người đã có suất thi đấu ở V-League trong màu áo của câu lạc bộ Becamex Bình Dương. Việc được chơi tại V-League chắc chắn sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ tiến bộ vượt bậc, vì môi trường bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt hơn hẳn các giải đấu trẻ. Một cầu thủ có chỗ đứng ở sân chơi chuyên nghiệp dĩ nhiên là có đủ bản lĩnh để thi đấu ở các giải đấu trẻ. Ngoài vị trí tiền đạo, Bùi Vĩ Hào còn có thể sắm vai tiền vệ tấn công nên anh sẽ là quân bài chiến thuật quan trọng trong tay của ông Hoàng Anh Tuấn. Cũng trên hàng tấn công, vua phá lưới của giải U19 quốc gia năm 2021 là Nguyễn Quốc Việt cũng là gương mặt được chú ý. Cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có tốc độ, sự khéo léo, có thể phù hợp với lối đá phản công nhiều khả năng sẽ được ông Hoàng Anh Tuấn áp dụng cho đội U20 Việt Nam ở đấu trường châu Á. Trong khi đó, ở hàng hậu vệ, Nguyễn Văn Trường sẽ đóng một vai trò tương tự như là Khuất Văn Khang trên hàng tấn công. Năm ngoái khi chưa đến 20 tuổi, Nguyễn Văn Trường đã có suất thi đấu ở đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á và cũng diễn ra tại Uzbekistan. Cao lớn, 1m82, có thể đá tốt ở hai vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm, Nguyễn Văn Trường sẽ là chốt chặn quan trọng của U20 Việt Nam, cả trong các pha phòng ngự bóng tầm thấp lẫn phòng ngự bóng tầm cao. Và nhân vật được nhắc đến nhiều nhất chính là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người đã đưa U20 Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. U20 Việt Nam ở giải châu Á bị đánh giá dưới cơ so với hầu hết các đối thủ tham dự giải đấu. Yếu dùng mưu, cách bài binh bố trận của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được các đội bóng tầm châu lục sẽ quyết định việc chúng ta có thành công ở giải đấu này hay không. Trước khi bước vào giải châu Á, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, đấu trường châu lục có rất nhiều thử thách, các đối thủ cùng bảng có đều rất mạnh. Qua trao đổi với các cầu thủ, chúng tôi đạt quyết tâm sẽ cố gắng hết mình. Đầu tiên là có thể thi đấu ít nhất là 4 trận tại giải, tức là vào tứ kết. Sau đó là hướng đến mục tiêu cao hơn. Hiện tại, U20 Việt Nam đã đầy đủ quân số với đội hình tối ưu nhất. Ngoài những trụ cột như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Phi Hoàng, các nhân tố khác như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hồng Phúc được kỳ vọng là sẽ tỏa sáng giúp cho đội nhà giành được những kết quả thuận lợi tại giải đấu lần này. Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng đấu với những đối thủ rất mạnh là Qatar, Australia và Iran. Nói là mạnh bởi đây là những đội U20 đến từ những nền bóng đá hàng đầu ở châu Á. Ba đội tuyển nước này đều vừa giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn có sự biến thiên, hay nói cách khác là không ổn định về phong độ và luôn chứa đựng những bất ngờ. Thành ra với lứa tuổi U20 thì cả Qatar, Australia hay Iran cũng chưa chắc đã vượt trội so với U20 Việt Nam nếu đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lựa chọn lối chơi phù hợp với từng đối thủ. Chính vì vậy, nhiệm vụ vượt qua vòng đấu bảng như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng đề cập ít nhất là vào đến tứ kết không phải là không có cơ sở với U20 Việt Nam. Nên nhớ là Việt Nam cũng từng rơi vào bảng đấu khó ở vòng chung kết U19 châu Á 2016. Tuy nhiên, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt U19 Việt Nam làm nên bất ngờ khi vượt qua vòng đấu bảng trước những đối thủ như Triều Tiên, Iraq và UAE. Sau đó đánh bại cả chủ nhà Bahrain ở tứ kết, giành quyền vào bán kết cùng suất tham dự U20 FIFA World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Nhiệm vụ của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn. U20 Việt Nam có rất nhiều gương mặt được kỳ vọng tại giải đấu năm nay, trong số đó có những cái tên từng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên cả U23 lẫn đội tuyển Việt Nam. Đó là những Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quốc Việt. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của U20 Việt Nam chính là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, bậc thầy trong lối chơi và là nhà cầm quân hàng đầu ở Việt Nam về huấn luyện đội tuyển trẻ. Sự biến hóa về lối chơi, lựa chọn chiến thuật phù hợp với từng đối thủ chính là điểm mạnh của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn. Điều này đã từng được minh chứng ở giải đấu này cách đây 7 năm với thành quả là tấm vé đến chơi sân chơi World Cup 2017 của U20 Việt Nam. Bảng đấu của chúng ta tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 sắp tới sẽ có Australia, Iran và Qatar là những đội bóng mạnh, khả năng chuyên môn hơn mình. Vì vậy mà chúng tôi cũng có được những phương án để chuẩn bị cho cầu thủ để sẵn sàng có những sự chuẩn bị khi thi đấu ở vòng chung kết, có thể đạt được kết quả chấp nhận được. Chắc chắn là phải tấn công tùy vào đối thủ. Tất nhiên là nếu như đối thủ quá mạnh thì mình chơi tấn công là không được, nhưng xu hướng bây giờ là phải tấn công. Với cách chơi đấy thì cầu thủ sẽ phát triển tốt hơn. Nếu như mãi đá phòng ngự thì không bao giờ bóng đá phát triển cả, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Để chuẩn bị cho giải đấu này thì Việt Nam cũng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo mọi điều kiện với các chuyến tập huấn chất lượng, giao hữu với nhiều đối thủ mạnh. Chính sự chuẩn bị kỹ càng đó là điều tích cực để U20 Việt Nam thoải mái tinh thần trước thềm của giải đấu. Về thể thức thi đấu, cách tính điểm ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Vòng chung kết U20 châu Á diễn ra 2 năm một lần do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức. Đây là sân chơi dành cho các đội tuyển quốc gia nam dưới 20 tuổi của châu Á. Vòng chung kết U20 châu Á sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Tổng cộng có 16 đội sẽ tham gia vòng chung kết U20 châu Á 2023 bao gồm Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Qatar, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Indonesia, Oman, Tajikistan, Iran, Australia, Việt Nam, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Iraq và Syria. 16 đội bóng tham dự được bốc thăm chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở các bảng đấu. Đội nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết và 4 đội thắng ở tứ kết sẽ giành quyền vào bán kết, đồng thời sở hữu suất tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2023. Tuy nhiên là do châu Á có tổng cộng 5 suất tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2023 nên trong trường hợp chủ nhà vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2023 là Indonesia lọt vào bán kết tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. AFC sẽ tổ chức thêm vòng play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết để có thể xác định tấm vé còn lại. U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó và hy vọng rằng các chiến binh sao vàng sẽ thi đấu hết sức mình để có thể giành quyền đi tiếp. Báo Indonesia kinh ngạc trước sức mạnh của U20 Việt Nam. Sau khi chứng kiến U20 Việt Nam giành chiến thắng trước U20 Ả Rập Xê Út, nhiều tờ báo Indonesia đã thừa nhận lo ngại về sức mạnh của đội bóng do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Trong trận giao hữu mới đây, U20 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội bóng mạnh là U20 Ả Rập Xê Út. Hai bàn thắng của U20 Việt Nam được thực hiện bởi Văn Khang ở phút thứ 10 và Quốc Việt ở phút thứ 25. Bàn gỡ của chủ nhà U20 Ả Rập Xê Út ở phút thứ 41. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn thêm tự tin để bước vào vòng chung kết giải U20 châu Á. Không những vậy, nó cũng khiến cho đối thủ dè chừng về sức mạnh của U20 Việt Nam. Tờ Bola Sport của Indonesia thể hiện sự kinh ngạc về U20 Việt Nam sau khi hạ gục đội bóng hàng đầu châu lục. Tờ báo này có bài viết: U20 Việt Nam làm bẽ mặt nhà đương kim vô địch của giải U20 châu Á, báo động trong Shin Taeyong. Trong bài viết này, tác giả nhấn mạnh, thật là bất ngờ khi chứng kiến U20 Việt Nam giành chiến thắng trước nhà vô địch giải U20 châu Á Ả Rập Xê Út. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện tự tin. Sự vươn lên của đối thủ này là hồi chuông báo động với U20 Indonesia, bởi hai đội có thể gặp nhau ở vòng chung kết giải U20 châu Á. Hai đội cùng có khả năng giành vé vào tứ kết và kịch bản gặp nhau sẽ xảy ra khi mà U20 Indonesia đứng đầu bảng A, còn U20 Việt Nam đứng thứ hai bảng B và ngược lại. Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra khi mà cả hai đội đều nằm trong bảng đấu khó khăn. Tờ Bola Sport nhận định là cả U20 Việt Nam và U20 Indonesia đều rơi vào bảng đấu khó khăn tại giải U20 châu Á. U20 Indonesia sẽ đối đầu với U20 Uzbekistan, U20 Iraq và U20 Syria. Còn U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Qatar, Australia và U20 Iran.